gỗ lát chun là gỗ gì? Lát chun có tên khoa học là Chubrasia sp. Đây là một loài thực vật thuộc chi lát Chubrasia, họ xoăn Meliaceae. Tìm hiểu về gỗ lát chun. Hãy cùng tìm hiểu về đặc điểm, ứng dụng của cây lát chun để giải đáp câu hỏi, gỗ lát chun có tốt không? Lát chun có ưu điểm là gì? Đặc điểm nhận biết cây lát chun. Cây có thân thẳng. Khi trưởng thành, chiều cao của cây có thể tới 30m, đường kính thân đạt tầm 100cm. Bề mặt vỏ cây lát chun có màu nâu và có nhiều vết nứt sâu, vết sần. Còn bên trong vỏ cây có màu đỏ, ngọn cây lan rộng. Cây lát chun là loài cây thường xanh và hay rụng lá. Lá kép lông chim một lần chẵn. Cuống chung dài khoảng 30-40cm, mang tầm 7-10 đôi lá chét mọc cách hoặc gần đối. Chúng dài chừng 10-12cm, rộng khoảng 5-6cm. Hoa mọc dạng hình chùy ở nách lá. Chúng thường xuất hiện ở đầu cành, dài đến tầm 30cm. Ban đầu hoa mọc thẳng, nhưng về sau sẽ rủ dần xuống và có lông. Hoa sẽ bắt đầu nở vào tầm tháng 4 và tiếp tục đến tháng 6 đến tháng 7. Hạt giống dài chừng 12mm. Các quả và hạt sẽ được gieo rắc nhờ gió. Quả chín vào tháng 1 đến tháng 3. Đây là loài cây ưa sáng, lớn tương đối chậm, tái sinh hạt tốt. Sự phân bố của gỗ lát chun. Cây lát chun được trồng chủ yếu tại các nước châu Á, tập trung nhiều nhất tại Lào, Campuchia, Trung Quốc và Việt Nam. Tại Việt Nam, cây phân bố chủ yếu từ Lạng Sơn cho tới Hà Tĩnh. Tuy nhiên, loài cây này ngày càng trở nên khan hiếm. Lát chun thuộc nhóm nào? Trong bảng phân loại gỗ ở Việt Nam, thì gỗ lát chun được xếp vào nhóm một nhóm gỗ quý hiếm, vân gỗ đẹp, giá trị kinh tế cao và được xếp chung với các cây gỗ quý khác nhau như bằng lăng cườm, giáng hương, cẩm liên, cẩm lai, cẩm thị. Phân biệt gỗ lát hoa và lát chun. Vân gỗ lát hoa đẹp và thường dày nổi cuộn cuộn, giống như mây khói hay vân tạo hình như hoa dong đỏ với nhiều lớp ẩn hiện. Vân gỗ lát chun có màu sắc rực rỡ ánh phát quang. Gỗ có nhiều kích cỡ vân từ nhỏ như chun chiếu cho tới vân lớn, vân tép bưởi, thậm chí vân to bằng đầu đũa gọi vân chun ra báo. Ưu điểm của gỗ lát chun. Lát chun là loại gỗ vô cùng có tiếng, được nhiều người thích thú và lựa chọn bởi vì lát chun mang giá trị thẩm mỹ cao. Đặc điểm nổi bật của lát là đường vân mềm mại, thớ mịn, màu sắc gỗ sáng đẹp. Vì đây là loại gỗ nhóm Y, nên chúng mang một số ưu điểm đặc trưng sau: độ bền khi sử dụng cao, có khả năng chịu nhiệt, chịu lực hay chịu nhiệt tốt, ít bị mối mọt và cong vênh, khả năng thích nghi với điều kiện môi trường tốt. Gỗ có độ chắc chắn, nhờ vậy giúp tạo nên các đồ nội thất với kiểu dáng khác nhau. Ứng dụng gỗ lát chun. Những sản phẩm nội thất được thiết kế bởi lát chun được thu hút qua những đường vân gỗ. Với đường vân dày và ẩn hiện nhiều lớp sáng lấp lánh, sẽ tạo nên nét ấn tượng riêng cho ngôi nhà. Chất liệu gỗ được thiết kế phù hợp trong nhiều không gian nội thất khác nhau, từ hiện đại cho đến tân cổ điển hay cổ điển. Có thể kể đến các sản phẩm như tủ bếp, bàn ghế, cửa, giường, hay phản, sập và lục bình. Phản gỗ cực bền và chắc chắn, tuổi thọ có thể trên 15 năm. Màu sắc cánh gián sậm sẽ tạo nên cảm giác chắc chắn và mang lại sự ấm cúng cho gia đình. Bàn ăn bằng lát chun thường sử dụng tấm gỗ kích thước lớn và chỉ đánh vernis màu sắc tự nhiên. Nhờ thế mang lại sự ấn tượng cho không gian. Ghế sofa phòng khách lại thường thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ chắc chắn, có độ bền cao với màu sắc gỗ nguyên bản nâu vàng trẻ trung.